Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị tỉnh cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác đầu tư công, sớm hoàn thành dự án trọng điểm bệnh viện 1.500 giường, cải thiện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, đầu tư thêm nhiều công trình thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Liên quan đến địa phương, cử tri đề nghị cần sớm đầu tư trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, đáp ứng nhu cầu bậc học trung học phổ thông trên địa bàn. Có kế hoạch đầu tư nâng cấp tuyến đường DT741B, vốn đã xuống cấp, gây ngập úng thường xuyên. Cử tri cũng phản ánh một số vấn đề liên quan đến công tác thu thuế nhà đất, cấp giấy, quyền sử dụng đất ở địa phương. Thay mặt đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bầu Bàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà ghi nhận các ý kiến phản ánh kiến nghị, chia sẻ với bà con cử tri về những vấn đề liên quan. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp thu, kiểm tra, rà soát lại các nội dung kiến nghị để có hướng giải quyết theo thẩm quyền, trả lời thỏa đáng cho cử tri.